Minh Đường Tử Vi mến chào các quý cô tuổi canh tuất sinh năm 1970. Chúc các quý cô bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý cô tuổi canh tuất về vận trình công danh, sự nghiệp tài lộc tình duyên, sức khỏe, sao hạn cũng như mọi khó khăn, thuận lợi trong năm Quý Mão 2023. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý cô tuổi canh tuất biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý cô cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý cô tuổi canh tuất sinh năm 1970. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi canh tuất sinh năm 1970 là 54 tuổi âm lịch và 53 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, canh gặp quý, bình hòa, công việc làm ăn tiến triển tốt, sự nghiệp có dấu ấn vượt trội, củng cố được chức vụ trong tập thể, không phải lao tâm khổ tứ nhiều. Xét về địa chi, tuất gặp mão, nhị hợp, năm này dự báo cho quý cô tuổi canh tuất về công việc làm ăn có sự mở mang cũng như ra ngoài gặp được quý nhân giúp đỡ sẽ đạt được ý muốn, tiền bạc thu chi cân đối, khá dư giả nếu biết tích lũy xét về ngũ hành quý cô tuổi canh tuất mệnh thoa xuyên kim gặp năm quý mão nệnh kim bạch kim vận khí cắt lành năm này quý cô nên liên kết vốn làm ăn hay hùn hạp kinh doanh sẽ thu về nhiều thắng lợi tiền bạc cũng không cần phải lo lắng nhiều càng về cuối năm càng gặt hái được nhiều tài lộc nếu biết tích lũy thì có được của ăn của để cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, có thể thấy trong năm quý mão này đối với quý cô tuổi canh tuất, có vận trình tương đối khả quan về nhiều mặt. Quý cô vẫn đang làm rất tốt công việc của mình, tạo dựng được vị thế và uy tín vững chắc trong tập thể. Năm này, nếu quý cô nắm bắt được cơ hội thì chắc chắn sẽ được thăng tiến trong sự nghiệp. Dù đang có lợi thế, nhưng quý cô cũng nên chú ý đến thái độ, tránh gây kích động cho những kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở kẻo gặp nhiều bất lợi thiệt thân. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023 quý cô tuổi canh tuất gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu có hai mặt trong đó vừa mang đến tài lộc vừa có thể mang lại nhiều điều không may cho một số người. Vận hạn, trong năm 2023, quý cô tuổi canh tuất gặp hạn toán tận. Người gặp hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đà, thương tích, kẻ xấu hãm hại, những người kém về phúc đức có thể vong mạng. Bước sang năm Quý Mão 2023, nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý cô tuổi canh tuất tương đối lạc quan. May mắn trong năm này, quý cô có được sao Thanh Long và Thiên Phúc phù trợ. Quý cô có cơ hội làm nên một gia tài tầm cỡ, nhưng quý cô cũng không nên quá tự hào về điều đó. Quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970, bước sang năm Quý Mão 2023 là 54 tuổi âm lịch, đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, người từ 50 tuổi trở đi đã biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội, nên càng thấu hiểu bản thân hơn, đã học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không còn oán trời, không trách người, không lười nhác. Hiểu về thiên mệnh Người từ 50 tuổi trở đi sức khỏe không còn được như trước, càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh. Không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này quý cô đã biết chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện sức khỏe. Người từ 50 tuổi trở đi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình, rất ít khi dao động khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, cũng có được điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Biết trân trọng tình cảm, người từ 50 tuổi trở đi đã trải qua sự gột rửa của thời gian, Quý cô đã biết chân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng của quý cô. Tâm danh lợi của quý cô cũng dần tiêu tan. Xét về phương diện sự nghiệp cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023. Quý cô tuổi canh tuất bước sang năm quý mão 2023, có vận trình sự nghiệp ví như được vén màn mây mù che phủ mà được hanh thông. Dưới sự ảnh hưởng của các cát tinh, thanh long, thiên phúc, quý cô có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, quý cô người biết đối nhân xử thế, hài hòa, nên có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, lúc khó khăn luôn có được người hỗ trợ kịp thời. Về sự nghiệp của quý cô tuổi canh tuất trong năm quý mão 2023 này không có gì phải bận tâm quá lớn, khi đã đến tuổi nghỉ hưu cuộc sống công việc năm nay đặc biệt ổn định, vì đã nhiều tuổi nên chức vụ chắc chắn không thấp, có tiếng nói trong cơ quan, công ty, nhiều chuyện nhỏ nhặt không cần đứng ra giải quyết. Một điều đáng lưu ý là trong năm 2023, quý co tuổi canh tuất đang chịu tác động của sao thủy diệu chiếu mệnh, việc làm ăn, kinh doanh buôn bán, nên tránh ao hồ, sông nước, đường thủy sẽ tốt hơn. Hơn nữa, trong năm này, quý cô tuổi canh tuất còn có thể nhận được sự giúp đỡ của sao tốt lành, khi sắp về hưu còn có thể được tăng lương, đây là điều rất đáng ghen tị năm nay quý cô không cần quá lo lắng chỉ cần duy trì được sự ổn định cho đến khi nghỉ hưu thì sẽ không có vấn đề gì phải quan ngại những người làm đầu tư kinh doanh buôn bán có cơ hội khá nhiều mưu sự lớn nhỏ gì đều gặt hái được thành quả tốt đẹp quý cô số được quý nhân nâng đỡ nên phát huy được tiềm năng thiên bẩm tham vọng không ngừng nỗ lực quyết tâm phấn đấu sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt gặt hái được nhiều thành công trong năm này quý cô tuổi canh tuất khởi nghiệp cũng rất tốt mặc dù khởi đầu phải chịu tác động xấu từ nhiều yếu tố khách quan chủ quan thị trường thế lực ngầm tiểu nhân quấy phá ý chí có lúc không vững vàng những khó khăn thách thức vây quang nhưng quý cô vẫn có được sự kiên định mục tiêu may mắn có quý nhân nâng đỡ ứng biết lịch hoạt mà vượt qua được giai đoạn đầy khó khăn thử thách và thu được kết quả đầy sức thuyết phục mở ra nhiều cơ hội mới về làm ăn phát triển kinh tế Tuy nhiên, đối với quý cô tuổi canh tuất trong năm nay, dù có vận số trong năm tốt nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, quý cô cần khiêm tốn, lắng nghe tiếp thu ý kiến của mọi người để tránh bị tiểu nhân ganh ghét mà quấy phá. Xét về phương diện tài lộc cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970 trong năm Quý Mão 2023, Bước sang năm quý mão 2023, đối với quý cô tuổi canh tuất, về vận trình tài lộc cực kỳ tốt, ở độ tuổi ngoài 50, quý cô đã có, của ăn, của đệ, đã có được sự tích lũy, cho nên hoàn toàn có thể tự chủ về kinh tế, chi tiêu theo ý của mình. Năm này công việc của quý cô tiến triển thuận lợi, đảm bảo nguồn thu nhập chắc chắn. Nếu quý cô có thể tạo được dấu ấn vượt trội, thì tiền bạc sẽ càng sinh sôi nảy nở. Tài lộc của quý cô trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy, nên có được nguồn thu nhập rất ổn định thậm chí với quý cô có thể nhận được những phần quà hay phong bao lì xì từ cơ quan công ty người làm kinh doanh buôn bán cũng có một năm buôn may bán đắt khá là xuân xe khả năng tính toán của quý cô nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa quý cô có được một năm bội thu về tài lộc bản mệnh lại có lộc trời ban nên không phải lo về thu nhập của mình với quý cô tuổi canh tuất trong năm này có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thứ tài sự chăm sóc của thần tài mang đến cho quý cô có được những cách kiếm tiền rất tốt cũng giúp cho quý cô tích lũy được về tiền bạc của cải và quý cô có thể tích lũy được rất nhiều tiền bạc của cải trong năm này các khoản thu chi cân đối và cũng đã giúp cho quý cô có được một khoản tích lũy để đảm bảo cuộc sống khi về già không cần phải dựa dẫm vào con cháu sự tác động của hạn toán tận làm cho quý cô tuổi canh tuất cũng cần phải chú ý về tiền bạc tài sản khi ra khỏi nhà tránh tình trạng bị trộm cướp gây hao tán về tài lộc Ngoài ra, quý cô tuổi canh tuất trong năm này cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm, việc chi tiêu cũng cần có kế hoạch để tránh việc thất thoát tài lộc không đáng có. Xét về phương diện tình cảm, cho quý cô tuổi canh tuất sinh năm 1970 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi canh tuất khá lạc quan vợ chồng, cha mẹ, con cái đều rất hòa thuận. Quý cô là người giỏi quán xuyến về nhà cửa, điều hòa các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nên mọi người luôn đoàn kết yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Dù có chuyện gì xảy ra thì cả nhà luôn đoàn kết và tìm cách giải quyết. Những người độc thân trong năm này dù không muốn đi thêm bước nữa nhưng cũng có thể tăng cường giao lưu kết giao bạn mới cùng trang lứa để tự tìm niềm vui cho mình, khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, phong phú và ý nghĩa hơn. Tránh những suy nghĩ tiêu cực sẽ rất có hại cho cơ thể. Nhìn chung, trong năm Quý Mão 2023 về tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi cách tuất có được sự yên bình, vợ chồng nên đồng sức đồng lòng, quý cô trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên. Dù có vấn đề gì cũng nên xử lý mềm mỏng, đối thoại nhẹ nhàng, mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Xét về phương diện sức khỏe, cho quý cô tuổi canh tuất sinh năm 1970 trong năm Quý Mão 2023 theo tử vi cho thấy, quý cô tuổi canh tuất trong năm Quý Mão 2023 thì sức khỏe đang có những điểm xấu xảy đến. Hung tinh thiên không, bệnh phù xuất hiện làm ảnh hưởng, mang đến đủ thứ điều không may. Quý cô tuổi canh tuất nên chú ý giữ gìn sức khỏe thể chất, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh trong khẩu phần ăn, tránh bị rối loạn tiêu hóa. Quý cô cần chú ý sức khỏe của bản thân, chẳng những phải chăm lo bồi dưỡng thể chất mà còn cần tập cho mình lối suy nghĩ tĩnh tâm, lạc quan và đừng làm việc quá sức nên nghỉ ngơi sớm, không nên thức khuya quý cô cũng cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe hay làm những công việc nguy hiểm không nên đến những nơi có nhiều âm khí sông suối ao hồ làm gì cũng phải có sự tập trung tránh vì bất cẩn mà đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm nguy hại tới tính mạng ngoài ra năm này quý cô cũng cần thường xuyên đến bệnh viện để khám sức khỏe tổng thể có như vậy mới phát hiện bệnh tật sớm và điều trị kịp thời ở độ tuổi ngoài 50, sức khỏe của quý cô có dấu hiệu giảm sút nhiều theo thời gian, cùng với đó quý cô phải chấp nhận sự thật là già đi theo tuổi tác, quý cô không nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hay là can thiệp về dao kéo để làm đẹp rất dễ xảy ra tai biết y khoa và nguy hại tới tính mạng. Như vậy, về sức khỏe quý cô tuổi canh tuất trong năm này cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan, khinh suất Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi canh tuất, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023. Số của quý cô tuổi canh tuất, xuất hành vào, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi canh tuất giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi canh tuất. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi canh tuất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi canh tuất. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi canh tuất, sinh năm 1970, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi canh tuất. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi canh tuất nữ mạng trong năm quý mão 2023 là tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, năm mạng. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi canh tuất là thoa xuyến kim, gặp mệnh của tuổi canh ngọ là lộ bàng thổ, tương sinh, rất tốt. Thiên can, canh gặp canh, bình hòa, tốt. Địa chi, tuất gặp năm ngọ, tam hợp, rất tốt. Cung thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi canh tuất, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn, tuổi mậu dần, sinh năm 1998, nữ mạng, để sông đất. Quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, quý cô sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn Hoang Ốc năm 2023, quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970, là 54 tuổi âm lịch, phạm hạn tuổi Hoang Ốc, tam địa sát. Năm này quý cô không nên xây nhà, sửa nhà. Vì xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ mắc nhiều bệnh vật, khó khỏi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuổi Kim Lâu năm 2023, quý cô tuổi canh tuất, không phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2023, quý cô không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cần đặc biệt chú ý tới hạn toán tận và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn toán tận đối với quý cô tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài tán lộc theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn bị cướp giật gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông lao động hoặc ẩu đả thương tích kẻ xấu hãm hại cũng có thể bị cảm mạo trúng gió căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn thiệt hại nặng nề về tài sản tiền bạc sức khỏe tai nạn bất ngờ có thể xảy ra quý cô tuổi canh tuất trong năm này cần đặc biệt chú ý năm điều sau đây cần kiên cữ để vượt qua hạn toán tận Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm thứ năm hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức trau dồi đạo đức phẩm hạnh làm nhiều việc thiện siêng năng chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên đi đền chùa lễ thần phật cầu bình an khỏe mạnh vì trong cuộc sống sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng mạnh mẽ những việc trên sẽ được tổ tiên thần phật chứng giám che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Quý cô tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023, bị sao Thủy Diệu chiếu mạng. Sao Thủy Diệu, còn gọi là Thủy Tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao Thủy Diệu, là phước lộc tinh tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Chủ về tài lộc hỷ không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói, nhất là nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thủy diệu là phúc tinh, nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ, ngày 21 âm lịch hàng tháng, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao vận trình từng tháng âm lịch của quý cô tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, thuộc hành thủy tương sinh kim. Xét về thiên can, thuộc giáp tương phá canh. Xét về địa chi, thuộc dần tam hợp tuất. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, quý cô tuổi canh tuất vui xốp đón Tết cùng gia đình, tài lộc rất dồi dào. Quý cô được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết nguyên đán, nhiệt huyết của quý cô tương đối cao trong tháng này. Đây là tháng giáp dần có ngũ hành tam hợp với tuất cho nên vận trình của quý cô rất thuận lợi. Công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh sự nghiệp dễ thành. Tiền bạc chi tiêu nhiều, nhưng bù lại quý cô sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Bất kể đối với quý cô làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Sức khỏe tốt Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, thuộc hành thủy tương sinh kim. Xét về thiên can, thuộc ất bình hòa canh. Xét về địa chi, thuộc mão lục hợp tuất. Trong tháng này về phương diện tài lộc và sự nghiệp của quý cô tuổi canh tuất ở mức trung bình, hầu hết tình trạng công việc vẫn được ổn định nhưng, vận trình tình cảm của quý cô lại có sự xa sút do bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, một số người xa chồng lâu ngày, hay phải công tác xa, có thể vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm. Lòng tin bị giảm sút mạnh mẽ, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, khiến tình cảm riêng tư trở nên nhiều sóng gió hoặc có khả năng tan vỡ. Một số người khó tránh khỏi người chồng sẽ lừa dối quý cô và có tình cảm ngoài luồng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, tháng 3 năm 2023 âm lịch thuộc hành thổ tương sinh kim. Xét về thiên can, tháng 3 năm 2023 âm lịch thuộc Bính tương phá canh. Xét về địa chi, tháng 3 năm 2023 âm lịch thuộc Thìn lục sung Tất. Xem tử vi cho thấy tháng này là tháng Thìn, tháng xung với tuổi của quý cô canh tuất cho nên về phương diện sức khỏe không tốt, dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, đầu óc thiếu tỉnh táo. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, quý cô cần có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình, điều này làm cho nguồn thu tài lộc bị giảm suốt. Vận trình tháng tư âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, thuộc hành thổ tương sinh kim. Xét về thiên can, thuộc đinh bình hòa canh. Xét về địa chi, thuộc tỵ bình hòa tuất. Bước sang tháng tư âm lịch, quý cô tuổi canh tuất không bị các hung tinh quấy dày, nên vận trình tài lộc ở trạng thái tương đối ổn định. Người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, đầu tư, đều có được sự thuận và có nhiều tin vui về gia đình, công việc đưa tới. Tuy nhiên, trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần của quý cô cũng không được lý tưởng, quý cô cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970 xét về mệnh thuộc hành hòa tương khắc kim xét về thiên can thuộc mậu tương sinh canh xét về địa chi thuộc ngọ tam hợp tuất bước sang tháng năm âm lịch quý cô đang được sự trợ giúp của sao may mắn là thanh long lưu hà và thiên phúc lại thêm ngủ hành tam hợp dần ngọ tuất trợ mệnh giúp cho quý cô gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối mối quan hệ xã giao được cải thiện vận trình công danh sự nghiệp được thuận lợi việc kinh doanh buôn bán cũng diễn ra thuận lợi giúp cho quý cô thu được không ít lợi nhuận đặc biệt một số người gặp được quý nhân phù trợ rất lớn nếu có thể nhân cơ hội này để hợp tác làm ăn hoặc mở rộng quan hệ xã giao ký kết hợp đồng thì sự nghiệp tài lộc dễ có được sự đột phá. Về sức khỏe thì quý cô tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bận về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi canh tuất sinh năm 1970. Xét về mệnh thuộc hành Hỏa tương khắc Kim. Xét về thiên can thuộc Kỷ tương sinh Canh. Xét về địa chi thuộc mùi lục hình tuất bước sang tháng 6 âm lịch, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết làm cho sức khỏe của quý cô tuổi canh tuất không tốt, có người có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không tốt, có thể sẽ phải nhận tin buồn trong gia đình, dòng họ đưa tới. Cụng diện ngũ hành tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi, làm cho công việc của quý cô gặp chút trở ngại, do tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp hãm hại, quý cô cần phải tỉnh táo và biết cư xử hài hòa trong các mối quan hệ để không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, thuộc hành mộc tương khắc kim. Xét về thiên can, thuộc canh tương sinh canh. Xét về địa chi, thuộc thân bình hòa tuất. Bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng cô hồn, cho nên công việc của quý cô sẽ bị trứng lại, nhưng quý cô lại có tin vui từ gia đình đem đến, tình cảm, sức khỏe đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh tháng này quý cô đang có được sự trợ giúp của các tinh thanh long, vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Tuy tài lộc ổn định, nhưng sự phát triển có phần hơi chậm, nếu quý cô muốn tiến bộ, thì cần phải chủ động làm việc và chăm chỉ hơn. Ngoài ra, quý cô cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến tài lộc. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, thuộc hành mộc tương khắc kim xét về thiên can thuộc tân tương sinh canh xét về địa chi thuộc dậu lục hại tuất vận trình thánh tám âm lịch quý cô tuổi canh tuất đang có điểm báo công việc gặp trở ngại cản trở sự nghiệp một số người làm văn phòng công việc có phần ì ạch không tốt lắm làm việc thiếu tập trung quý cô tuổi canh tuất nên kịp thời điều chỉnh tâm lý cố gắng tích cực nếu gặp vấn đề khó khăn trong công việc hay chưa hiểu thì quý cô có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm nhờ những người trẻ tuổi giúp đỡ để xử lý kịp thời vận trình tháng 9 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, thuộc hành thủy tương sinh kim. Xét về thiên can, thuộc nhâm tương sinh canh. Xét về địa chi, thuộc tất tam hợp tuất. Vận trình tổng thể của quý cô tuổi canh tuất trong tháng này cơ bản được ổn định. Về tình cảm, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý cô có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo hòa thuận về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này được thuận lợi, thu nhập tốt. Trong tháng này lại đang gặp thái tuế án ngữ, cho nên quý cô cần chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân tránh trộm cướp thất thoát về tài sản lại còn gây nguy hại cho bản thân. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, thuộc hành thủy tương sinh kim. Xét về thiên can, thuộc quý tương sinh canh xét về địa chi thuộc hợi bình hòa tuất về công việc sự nghiệp đối với quý cô tuổi canh tuất trong tháng này rất thuận lợi quý cô hãy tập trung toàn lực để phát triển năng lực tài chính của bản thân để thu về khoản tài chính lớn hơn tháng này nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp ngoài ra các khoản tiền lương tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên giúp cho quý cô cảm thấy thoải mái trong việc chi tiêu quý cô tuổi canh tuất trong tháng này cũng có nhiều cải thiện về vận trình tình cảm của mình với sự phù hộ của các cát tinh thiên hỷ, thiên phúc, một số người độc thân sẽ có được sự cuốn hút mạnh mẽ đối với những người khác phái, quý cô sẽ được tỏa sáng, cảm thấy yêu đời hơn trong tháng này. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, thuộc hành kim bình hòa kim. Xét về thiên can, thuộc giáp tương phá canh. Xét về địa chi, thuộc tý bình hòa tuất. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi canh tuất sẽ có nhiều điểm sáng bất ngờ người làm công việc kinh doanh buôn bán gặp được nhiều may mắn thuận lợi và có dấu hiệu phát triển mở rộng các dự án hạng mục đầu tư được chú trọng nhiều hơn để hoàn thiện giai đoạn cuối cũng sẽ mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho quý cô nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp quý cô cũng sẽ thu được lợi tức từ việc quản lý tài chính và cổ phiếu mong rằng quý cô tuổi canh tuất có thể tiếp tục duy trì phấn đấu để được nhiều khởi sắc trước dịp đầu năm mới sắp tới vận trình tháng 12 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xét về mệnh, thuộc hành kim kim. Xét về thiên can, thuộc ất bình hòa canh. Xét về địa chi, thuộc sửu lục hình tuất. Tháng cuối cùng của năm quý mão, dù quý cô tuổi canh tuất gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình vẫn có những thay đổi tích cực giúp cho quý cô hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc cũng khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này, quý cô tuổi canh tuất cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng, các mức đãi ngộ khác trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho quý cô cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn để mua sắm Tết và chung vui bên gia đình. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi cho quý cô tuổi canh tuất sinh năm 1970 hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm mới sắp tới của mình chúc các quý cô được bình an may mắn hạnh phúc bội thu về tài lộc xin chào và hẹn gặp lại